sáng 4 tháng 6. Tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Trong không khí trang nghiêm và ánh nắng rực rỡ của mùa hè tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia cùng bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều hai nước đã được cử lên. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Australia Anthony Albanese duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành họp hẹp và hội đàm cùng chứng kiến lễ trao đổi văn kiện giữa hai nước, thăm và giao lưu với đội bóng đá nữ Australia và Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Anthony Albanese trên cương vị Thủ tướng Australia. Chuyến thăm nhằm kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và thống nhất các lĩnh vực hợp tác mới về kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác để đưa quan hệ hai nước vững mạnh hơn trong tương lai. Australia và Việt Nam đang ngày càng gần gũi và hợp tác hiệu quả hơn trong tất cả các lĩnh vực từ an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, du lịch. Về đầu tư thì Australia hiện đang là một trong 20 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Song giá trị thực tế còn rất khiêm tốn, với tổng đầu tư vào Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,5% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và ít hơn 0,1% tổng vốn đầu tư trực tiếp của Australia ra nước ngoài. Trong bối cảnh này, Việt Nam cho rằng giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hoạt động đầu tư giữa hai bên.